Nếu như mà cái thời điểm mà nó chưa có thông tin gì về về cập nhật ấy, thì lúc đấy mình còn cái có cái câu chuyện để tính toán, để cân nhắc, hiểu không ạ? Nhưng bây giờ nó đang chuẩn bị cập nhật rồi thì tốt nhất là đừng lên phân vân vội, cứ bình tĩnh thôi. Đấy, học sau đó là cái con nào nó cũng dở dang. Đấy. Để học thì con nào cũng dở dang, sau này lại lên bài là yêu cầu cho phép reset tướng. Cho phép reset tướng chưa thức tỉnh. Câu chuyện lúc nào cũng có người đi đòi reset tướng chưa thức tỉnh. Thế thì những cái tướng mà chỉ học skill thì cũng chưa thức tỉnh thì cũng lại được reset à? Thế thì nay thì chọn skill này, mai lại chọn skill khác, thế thì có mà toang. Rồi, đập rồi, kích bay rồi. Chết hết đá pháo này rồi. Chết hết đá pháo này rồi, tấn công hai ông này khá tốn khá là nhiều quân. Mình đang ghi lại cái cảnh tấn công của AVE và F21 đến những người chơi của Mass. Xem làm nào có các rally này đốt bao nhiêu quân vào trong tình huống này. Hay quá, General đã bay màu rồi, phải đập sang ông hốp này ngay. Đập sang ông hốp này ngay không là nó thịt hết đám pháo mất rồi. Căng quá. Lại đi kích bay ông này rồi. Rồi xin xong xin xong xin xong. Đập rồi, đập rồi, đập rồi. Đập rồi kìa, đập rồi. Ok. Pháo đâu? Ui thôi rồi, lỡ bắt nhịp rồi. Toàn heli này, pháo đứng nhìn rồi, pháo ngủ rồi. Ui rồi chết rồi, tiếc quá. Đánh thế này thì pháo ngủ mất rồi, chết mất bạn. Một đạo heli rồi pháo mới bắt đầu tỉnh dậy này. Ây da. Cảnh này đang được ghi lại anh em ạ. Rồi để đập được cái ông sinh song này với cái búp búp quyền lực nhất trong trò chơi game hiện tại này khá là tốn kém. Anh em mà có chiến báo của ông sinh song này có thể chia sẻ cho mình vào cái kênh chat của mình được không? Nhá. Có chiến báo của ông sinh song này thì chia sẻ giúp mình với. Để xem là chơi cái pha vừa rồi là sinh song đã kiếm được bao nhiêu kill. Rồi rất nhiều người chơi vẫn cứ đâm đầu vào ông hốp này. Kích bay rồi phải chạy xa nó ra chứ. Đó. Rồi lại đến ông TQ5 phân. 857 triệu. Đứng ở đây. Chán. Hốp này nó cứ tỉa hết. Tỉa hết đám pháo chỗ này rồi. Mà lại kích bay rồi. Ui, công được cái đám này thì cũng mệt. Rồi lại bay mất đám pháo rồi. Lại bay mất đám pháo rồi. Toàn chơi kiểu vật hiến tế thế này. Đó. Dài face review I don't think that a good idea. My face is ugly, very ugly, so I can't. So too hard for me to get 10,000 subscribers. Mình sẽ phải ghi lại cái cảnh này để up lại dần dần.
Không biết là với cái đám pháo đang di chuyển như thế này thì đấm nhà của TQ5 Fun thì tốn biết bao nhiêu cho nó vừa. Đấy, Big Saga 101 cũng chạy ra đốt thêm. Đó. Đốt được nhà của TQ5 Fun tốn khá là nhiều quân đội. Cố gắng mà tốn cũng phải chơi thôi chứ để có cưa như thế này thì lát hết. Tốn cũng phải chơi thôi anh em ạ. Cái pha này TQ5 Fun kiếm được khá là nhiều. Úi giời, sướng nhỉ. Đây là vật tế thần. Có cắn SOS không? SOS. Package. Oh no. Toàn dùng pháo đốt luôn thôi. Trời đấy, bên S21 trời đấy. Pháo cứ bắn lẻ thôi, chả cần tăng cơ nữa. Căng rồi. Không cần dùng tăng cơ nữa, chơi pháo luôn. Chờ mấy ông heli lao vào lâu quá. Thôi cứ mình cứ chơi pháo luôn. Đấy, rồi đi ngủ. Nha. Chiến một lần rồi đi ngủ. Chơi pháo này mới là công hiến này. Liệu có SOS ở trong pha này không anh em dự đoán thử xem. Căng quá. Chơi đốt lính kiểu này đi. Ui xời ơi. Có SOS không? Ui không có SOS rồi, tiếc quá.